Vâng, em xin kính chào quý anh chị các bác quay trở lại trung tâm xe đã qua sử dụng nhá. Buổi sáng ngày hôm nay em mới về một chiếc Toyota Fortuner Legender. Xe này thì mang biển sẵn Hà Nội, bản cao cấp của dòng xe Toyota Fortuner. Xe này được sản xuất năm 2021 anh em nhá. Xe rất là đẹp, ngoại thất màu đen, sơn zin em nhìn thì cũng còn quanh xe anh em nhá. Có cam 360 rồi, có cảm biến trước, đèn full LED, đèn định vị, form dáng rất đẹp, nốp thì là theo xe anh em nhá. Đấy, lốp theo xe cả dàn, na răng 18 inch. Đấy, cam 360, khóa thông minh. Đây, bên hậu cần bên em xe mới về đang kiểm tra xe rất là kỹ nha anh em nhá. Anh em yên tâm về chất lượng. Giá cả thì phải chăng, nội thất ghế da, có cam hành trình, màn hình theo xe anh em nhá. Cam và điều hòa tự động. Đấy, hai chế độ lái này anh em này. Ga tự động, lấy chuyển số thể thao, ghế phụ cũng được chỉnh điện. Xe này về thì bên em có thể rửa qua và có thể bán ngay anh em nhé. Xe rất là sạch sẽ luôn. Và các cổng sạc, cổng cốp thì sử dụng cốp điện anh em ạ. Cam lùi và cảm biến sau đầy đủ anh em nhé. Đây lốp sơ cua đây anh em, chưa hạ. Rất đẹp anh em ơi. Hàng ghế thứ ba. Xe này về em dọn qua cái nó có thể bán ngay được anh em ạ. Đấy. Đây anh em nhé, động cơ thì là 2.4. Xe này thì mức tiêu hao nguyên liệu là máy dầu lúc nào nó cũng tiết kiệm lắm anh em ạ. Đấy, có phiếu bảo dưỡng này, chạy có 1.8 thôi. Vô lăng này. Đó, chiếc xe cực kỳ đẹp anh em nhé. Cam kết chất lượng cho anh em, xe không lỗi lầm gì luôn. Và chiếc xe này thì bên em hiện tại mong muốn với giá loanh quanh tỷ 1 vẫn còn hỗ trợ ngân hàng tối đa. Anh em nào mà thiện chí mà qua em xem xe này, em sẽ giảm và hỗ trợ cho anh em nhé. Cảm ơn anh em theo dõi. Xin chào các anh em.